Gửi lời chào các bác, các anh em. Hôm nay thì em sẽ đi lưng cái đó nhá. Gọi là cái lờ. Hứng cá, cua, ốc ếch đều được. Thì cái lờ này hôm nay thì em sẽ đặt ở góc ao này một cái này. Và đặt ở cái bờ xa kia một cái. Cái này đặc biệt đánh cá rất chỉ là hiệu quả các bác, các anh em ạ. Cái này thì thực sự là em đã nhấc hai cái rồi nhá, đã thu được một kết quả rất chi là tốt. Đấy, được cá luôn rồi các bác ạ. Được cá trực tiếp luôn ở cái lò đấy nhá. Cái này thì nó sẽ rất thích hợp đối với cá chuối ở cái vùng mà nước ngọt ấy. Mà con cá nó ngược dòng thì đây là cái lò hai chiều. Rất chi là ok nha các bác nhá. Đấy. Cái này thì thực sự là vừa lấy đi nhấc là cũng không chủ định quay video cho các bác đâu. Ra nhấc lên thấy được thì hay quá thì em cũng làm luôn một cái video để gửi tới các bác mà đang cần tới cái mẫu lò, lò xo đánh cá. Thì hãy sử dụng luôn cái này nhá. Cái này em bán cho các bác ở trong miền Nam thì có bác sử dụng đến mấy chục cái. Một buổi thì đánh được rất chi là nhiều cá. Cái lồng này thì mắt của nó sẽ là mắt 2cm. Mắt 2cm. Lồng này là lồng 40-80. Cái kích thước lồng này thì sẽ có 3 kích thước các bác ạ. Sẽ có 3 kích thước này. Một kích thước là 30-60 và cái này cũng rất chi là rẻ. Ví dụ như cái 30-60 này giá của nó là 50.000 đồng một chiếc. Đấy, và các bác có mua 10 chiếc thì sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhá. Ví dụ những cái dệ bờ ao như thế này, nó sẽ hở được một chút thì các bác sẽ đặt. Đấy, em đặt trực tiếp là sẽ như thế này. Các bác có thể rang một ít cám gạo, giã một ít mai cua vào, vứt vào để làm mồi. Đấy, còn nếu áp dụng đối với các bác mà đi đánh ở vùng mương nước nhá. Mương nước thì nó sẽ rất chi là hiệu quả. Mương nước thì các bác tưởng tượng là nó sẽ chảy ngược và chảy xuôi như này. Chảy xuôi thì cái lò này nó sẽ có hai chiều, một chiều đằng này và một chiều bên này, đều là chiều vào hết. Cái này thì nó sẽ hiệu quả đến mức là các bác mà đánh cá rô nhá, cá rô sẽ ngược, cá chuối sẽ ngược vào hết. Đấy, rất chi là hiệu quả và cái lưới này là chất lưới siêu dai. Thì bên cơ sở em là chuyên trài lưới, dụng cụ đi bắt cá bắt tôm. Thì đây là những cái mẫu lờ hiệu quả nhất đang được các bác trên cả nước rất quan tâm và giá thì cũng rẻ. Để qua cái video ngắn này, các bác mà đang cần tới cái mẫu đó, mẫu lờ này, em đã để số điện thoại ở góc màn hình đấy. Các bác liên hệ trực tiếp để đặt cái mẫu lờ này nhá. Đây, hôm nay thì cũng quay trực tiếp luôn được các bác xem, rất chi là đã các bác này. Được hai con cá, con này được gọi là con cá sộp nhé, không phải con cá chuối. Đánh ở ao nhà luôn, ốc nữa nha các bác nhá. Đấy, được cả ốc nữa đây này. Cái này thì các bác có thể đánh cả ốc ếch nhá. Ốc ếch, cá từ hai đầu ngón tay vào, rất là ok. Thì với cái lồng này thì nhà em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Em sẽ là em thảo săn bẫy giá rẻ các bác ạ. Cứ liên hệ trực tiếp tới em sẽ gửi tận nhà các bác. Sẽ có 3 kích cỡ. Kích cỡ 30-60. Đây là kích cỡ 40-80 này. Tương đối là dài to các bác nhá, 40-80. Còn cái đặt dưới nước là cái 50-90. Cái to khủng luôn đấy. Với ba cái kích thước này thì các bác muốn dùng bao nhiêu em cũng gửi từng đấy nhá. Ui dồi, đã quá luôn các bác ơi. Hai con cá chuối rất chi là to, cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể áp dụng với cái lồng này ở các bác vùng sông nước nhá. Các bác nước mương ấy, nước mương có cá chảy cá rồ bắt rất chi là thích các bác ạ. Thế video ngắn này các bác mà đang quan tâm tới cái lò hứng cá, bẫy cua này, đừng quên ấn like nhá các bác nhá, chuông và đăng ký kênh. Đấy là một cái thông điệp gần nhất để các bác lựa chọn được những cái sản phẩm của nhà em qua những cái video ngắn như này. Đấy, quay trực tiếp cho các bác xem. Lòng 40-80 rất chi là dài. Em Thảo xin kết thúc video ngắn nhá. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác.